xuân ơi xuân đến rồi, cánh em bay về cho tim mình náo nức. Xuân xuân ơi xuân đến rồi, những bông mai vàng chào mừng xuân sang. Chết rồi, thằng này có vấn đề rồi. Từ đầu ta đang nghi rồi nhá. À, bây giờ phát hiện ra, ta cứ để yên xem sao thôi, thử lòng thôi. Mày suốt ngày hỏi dò lý lịch hai bên này, rồi là tại sao bỏ nhau chưa này, sợ vợ này, rồi đến với nhau quen nhau từ bao giờ này, rồi ta buột mồm ta quen nhau ở phố Vây Xanh này, tôi chết rồi, mày thế là không được. Anh em ta đặt lòng tin mà nhờ tư vấn cuối cùng bây giờ là thế nào? Này, mê nhau đúng không? Không có mồm lại nhá, đừng vơ vẩn nhá. Tôi là Orazin nhá. Là Giai Tân ở cái phố này mấy chục năm ra, đừng có nói chuyện vớ vẩn. Rồi, Giai Tân mà tại sao là cứ dò là bỏ nhau chưa? Tại sao lại kể với Yến về cái đời tư của tôi? Là kêu thằng này nó là chỉ nhà thơ hâm hâm giờ. Yến nói tôi là bảo là nhà thơ hâm. Tại vì cậu nhờ tôi tư vấn, thì tôi phải biết hai người tôi mới tư vấn được tình yêu chứ. Nếu không làm sao tôi tư vấn được? Tư vấn? Tư vấn mà lại toàn nói cái lời chia rẽ, toàn nói cái lời là bảo không hợp. Này, bây giờ hỏi thật nhá. Ừ. Thế bây giờ là ông giúp tôi hay là ông có ý gì với Yến? Tôi là tôi sẽ giúp cho cậu với cô Yến đến với nhau. Hiểu chưa? Tôi khẳng định 100% cái điều là như thế. Nhưng mà tôi chỉ nghĩ rằng là với cái tính cách của cậu, thơ trả ra thơ, thần trả ra thần, mà lại ẩm IC thế này á, có mà chó nó thích. Thằng nào bảo chó thích? Thằng nào? Tao nhịn mày lâu lắm rồi nhá. Nước dòng biển Việt quất, uống vào rất là ngon. Sướng toàn bộ thân thể, từ người lớn trẻ con. Em bảo này, dạo này Nghĩa Hoa đi đâu mà vắng nhở? Nghĩa Hoa? À, không nhớ à? Nghĩa Hoa đi với Thanh Xuân sang Thái Lan còn gì nữa. À thế à? Ừ. Sang Thái Lan à? Này, hay là Nghĩa Hoa sang bên đấy để phẫu thuật thẩm mỹ nhỉ? Trời ơi, người như Nghĩa Hoa có phẫu thuật làm rời anh ạ. Tầm đấy phẫu thuật cái gì nữa, mà nhiều tuổi rồi phẫu thuật có mà ma nó thích à? Thật. Mà em bảo này, thế nhà thơ chưa tới lại. Nhà thơ á? Vâng. Nhà thơ về vịt á? Vâng. Giờ này hỏi nhà thơ. Tôi nói với cô nhá, hôm trước ấy, tại sao lại gặp nhà thơ mà cô lại bóc phốt người ta? Cô lại bảo là sợ vợ. Cô lại bảo là nhát. Nhìn thấy vợ này, nhìn thấy cọp. Thế thì bố tổ người ta cũng chả dám gặp cô. Có xấu hổ. Nhưng mà em nói sự thật chứ em không bóc phốt đâu. Sự thật, nhưng đàn ông họ rất nhạy cảm trong cái chuyện sợ vợ. Tự nhiên mình nói như thế có phải mà lại trước mặt tôi nữa thì người ta thấy nó mất uy đi. Cô buồn cười, cô không hiểu tâm lý đàn ông đâu. Trời ơi, em chả biết thế nào chứ ông đấy à, sợ vợ như ma ấy. Này, thế cái hôm trước mà lão Hiệp Việt, lão bảo là em này nó uống được rượu, nó uống nhiều, cái đấy là thật à? Thật. Thật à? Thật. Tại sao lại uống rượu? Thì nhiều lúc em buồn này, xong rồi cứ lôi rượu ra uống. Uống nhiều thành quen rồi bon mồm, nghiện lúc nào chả hay. Ui dồi ôi, đàn bà con gái mà nghiện rượu thì chết. Đây này, bây giờ chuyển sang nghiện nước dòng biển của Long Hải ấy. Thứ nhất là nó mát thân thể. Thứ hai nữa ấy, là không ảnh hưởng đến sức khỏe mà nó còn tốt lên. Chứ uống rượu nhiều quá mà vỡ gan, vỡ tim mà chết ấy. Thì em cũng biết vậy, nhưng mà cô đơn thì... Này, Sao nghiện rượu thế mà lại không làm được thơ nhỉ? Thơ á? Ừ. Sao nghiện rượu lại làm thơ? Thì cô không thấy à? Gần, tôi không phải khẳng định 100% nhá, gần như được khoảng 80-70% những người làm nhà thơ đều uống rượu. Đấy, mà uống rượu vào thì thơ nó mới hay. Tại vì nhà thơ bao giờ người ta điện nó cũng căng, cũng khỏe. Tôi không nói là tất cả nhá. Thường là nhà thơ là điện căng mà khỏe, xong gọi là nó hơi có một tí gọi là man man, tí nữa là nó gọi là bất bình thường. Đấy, mà có rượu vào thì nó càng bất bình thường. Hơi tiếc đấy, cô không phải là nhà thơ thì quá tiếc luôn. Thế từ trước giờ bác thấy em bất bình thường à? Không phải là tôi nói cô bất bình thường, mà cô uống rượu như thế thì cô làm thơ nó sẽ rất dễ vào. Mà biết đâu được nhá,
nếu như làm thơ có thể cô sẽ thành một nữ nhà thơ nổi tiếng của thế giới, hoặc là in thơ ra họp báo rồi là khoe. Thì tự nhiên lúc đấy Giai tìm đến cô chứ không phải là cô tìm đến Giai đâu. Ôi thật hả bác? Thật chứ còn sao nữa. Ôi dồi, nhưng mà em thấy nó cứ khó khó thế nào ấy nhỉ. Bác bảo em đứng ở gốc cây em đứng, hoặc đứng ở chỗ đường nào em đứng được chứ. Ôi, làm thơ trong đầu em chả có tí kiến thức nào làm thơ kiểu gì. Trời, như thế là có nghĩa là cô là quá là nhát. Là cái thứ nhất, cái thứ hai là không bản lĩnh. Tôi nói ví dụ nhá. Vâng. Mình thích làm thơ đúng không? Vâng. Thì là đầu tiên là mình vào trong mạng mình đọc. Đấy. Ví dụ như là bây giờ đang là mùa thu. Vâng. Trên mạng có những câu thơ như là sáng ra nước tiểu vàng khè, tỉnh ra mới biết là hè sang thu. Ôi dồi. Thơ của bác hay thế. Ra đường mẹ bế thằng cu, tự nhiên phát hiện là thu sang hè. Thơ nó không có một cái gì cả, nó chỉ ghép câu nọ vào câu kia. Mà có rượu man man là mình bịa ra được nhiều. Rượu nó là nước nói, nó sẽ ra thơ, hiểu chưa? Rồi, nói chung là lỏng ngoằng quá bác ạ. Lỏng ngoằng gì, cô yêu nhà thơ, cô còn chả sợ thì làm thơ có gì mà sợ. Ui dồi ôi, nhà thơ thì em chả sợ yêu đâu, nhưng mà làm thơ thì em chịu bác ạ. Nói thế thôi là cái khỉ gió gì. Tóm lại là thôi, cái lão đấy lão sợ vợ lắm, em quên lão luôn. Này, giờ hơi à, sợ vợ nó mới chung thủy. Chung thủy? Chung thủy thì làm sao mà yêu được em. Tức là nôm na là khi người ta chia tay vợ rồi mà người ta độc thân, người ta đến với cô người ta sẽ chung thủy. Sợ vợ nó có cái hay của sợ vợ, hiểu chưa? Ôi dồi ôi, thì nói tóm lại là thôi bỏ qua đi bác ạ. Thôi thôi, bây giờ thế này đi, cứ về dọn dẹp hàng quán đi nhá. Bao giờ mà lão sang thì tôi phí nhá. Vâng. Và vẫn phải e lệ, và đặc biệt không được nói là hỏi cái chuyện là anh đã có sợ vợ không, hay anh đã chia tay chưa. Nhớ chưa? Ôi em biết rồi. Nhá, cứ về dọn dẹp đi, có gì tôi alo nhá. Vâng. Này chả biết khách khứa gì mà chả thấy bóng nào luôn. Bác ơi bác. Ơi. Bác bán cho con 2 bịch nước rong, nước thạch rong biển Long Hải, một bịch là vị Việt Quất, một bịch là vị sâm ạ. Được. Đây, Việt Quất đây. Việt Quất đây. Con cảm ơn bác ạ. Thế vị sâm này, thế con thích vị gì? Vị con sâm. Thích vị Việt Quất. Đây, Việt Quất đây. Việt Quất đây. Nhá, còn đây là vị sâm. Mà bác bảo này, con phải nhớ là vào về mở tủ lạnh ra. Vâng. Xong rồi con cho vào. Ui ơi, con mua hàng bác nhiều rồi, con biết hết rồi bác ạ. Được, giỏi. Chào chào. Đây bác cho cái thạch nhá. Ừ. Bác cho cái thạch. Con cảm ơn bác, quá hào phóng quá bác ạ. Ê, con gửi tiền bác con về. Tốt. Con gửi tiền bác con về. Con chào bác con về ạ. Hết lại ra bác nhá. Dạ vâng. Bác Vượng, từ sáng giờ bác thấy Yến Mẩy ra ngóng em không? Bây giờ thì còn hỏi Yến Mẩy. Hôm trước công như thế thì còn hỏi người ta làm gì nữa? Trước sao? Đừng nói mỗi câu sợ vợ chạy mất dép thì con nhà người ta làm sao tin tưởng? Bác thử rơi vào hoàn cảnh em xem có sợ không? Tự nhiên nó dọa thế, bố ai chả giật mình. Phản ứng có gì đâu mà phải sợ. Nhưng như thế là phụ nữ họ không tin tưởng mình nữa. Ai đây nghe thì vợ chạy như ma đuổi thế. Đấy là nể thôi chứ không phải là sợ. Giữ ý. Mà cậu với lại vợ cậu đã chia tay chưa? Chia tay rồi. Thật không? Đơn ly dị gửi rồi. Tòa sắp sửa xử rồi. Chuẩn bị giai tân độc thân rồi. Thật đấy. Thật thề luôn. Mà này, cậu với lại Yến là quen nhau lâu chưa? Mấy năm rồi. Mấy năm rồi á? Hai đứa theo đuổi nhau, em đuổi nó đuổi em. Cứ mỗi lần chuẩn bị vồ nhau, vợ lại phát hiện. Tình nó cứ giang dở. Này, làm như thế nào nó phải dứt khoát đi chứ đừng để khổ con nhà người ta. Người ta là phụ nữ. Khổ cái gì, ai làm gì đâu mà khổ. Hạnh phúc khổ gì, sao mà khổ. Cậu có biết tối qua cô Yến thế nào không? Biết thừa. Thế nào? Có phải đêm qua thức trắng để gấp con tim làm hai ngăn, ngăn phải ôm nỗi đau, còn ngăn trái chứa hạt niềm màu, kịp sáng mai đến làm quà cô dâu,
Sợ mai kia sương phai hoa ô ao nhầu. Anh đợi em, anh chọn ngăn nỗi đau. Ngày hôm ấy em đi trong mưa, thế nhưng lại quên tim không khóa cửa. Để cho mưa lâm la hỏi thăm, len vào trộm đi khê ước trăm năm. Ngày em đi trong cơn mưa ngâu, bầy chim lá cái khóc hoang tìm nhau. Ai đồng ai đêm hết bao giọt sầu. Thời mùa thu đang du miên man, mỗi năm mùa rơi bao chiếc lá vàng. Liệu có biết ở nơi nào không có là nào trông như lá diêu bông. Hồi diêu bông ơi, diêu bông bình minh chưa hé, tôi phải tìm xong. Vì mai người ta đã đi lấy chồng. Này, này, cứ đợi ông hát ấy, thì ngày mai ngày kia cô đi lấy chồng rồi, ở đấy mà trông ngóng, ở đấy mà làm thơ. Bác không đồng cảm với mối tình của em gì cả, còn mắng anh em nhau về chia sẻ nỗi đau hoàn cảnh buồn. Bây giờ nhá, muốn tôi đồng cảm, muốn tôi chia sẻ thì ông phải dứt khoát cái việc giữa ông và vợ ông đi. Em bỏ rồi nhưng mà nó cứ dai dẳng, nó chưa chịu bỏ em. Chắc nó vẫn mê em nên nó chưa giải quyết dứt điểm. Điên con này lắm, không làm gì được nó. Làm chén trà đi này. Thôi, trà chiếc cái gì. Uống cái này đi, uống cái này bổ này. Ngon này. Làm chai rong biển nhá. Rong đi. Ngon, hạ hỏa. Bác xem thế nào, bác giúp em với Yến đến với nhau đi nhá. Giúp làm sao được, cái chuyện tình yêu của hai người tôi chỉ có phần nào đấy thôi chứ. Này, mà cậu nói là cậu với Yến là quen nhau lâu rồi đúng không? Quen lâu rồi, mấy năm rồi. Trong trường hợp nào? Rất vô tình, thật tình cờ và rất bất ngờ. Một lần em lượn qua YS Xanh, phố YS Xanh. Thế gặp Yến đứng dựa gốc cây vẫy vẫy. Thế là em tưởng người quen em đỗ lại. Thế là Yến bảo là vui vẻ không? Em bảo vui. Ồ, mình em trúng 2 điểm lô. Thế là vui vẻ luôn. Hai đứa từ đấy quen nhau vô tình là em rủ luôn Yến đi ăn. Thế là từ đấy theo đuổi nhau. Đấy, hợp lại duyên trời đưa đến. Kể ra là đấy là như thế là duyên đấy nhá. Duyên. Cái đấy là hữu duyên thiên lý đấy. Nhưng mà mỗi cái chuyện là chưa dứt khoát với vợ là rất khó đến với nhau. Sắp rồi, sắp giai tân rồi, bỏ nhau đến nơi rồi, nên chỉ chờ tòa quyết xong luôn. Nhưng mà tôi nghe thì cô Yến cô nói là tôi cảm thấy là cô không hợp với gu với cậu đâu. Điên à? Cái gu mẩy mẩy của Yến em thích mà. Không phải là cậu hợp mà cô Yến cô không thích ấy. Mày điên à? Sao biết là Yến không thích? Thì tôi nghe thấy thế tôi biết làm sao? Tại sao mày... Chết rồi, thằng này có vấn đề rồi. Từ đầu ta đang nghi rồi nhá. Bây giờ phát hiện ra, ta cứ để yên xem sao thôi, thử lòng thôi. Mày suốt ngày hỏi dò lý lịch hai bên này, rồi là tại sao bỏ nhau chưa này, sợ vợ này, rồi đến với nhau quen nhau từ bao giờ này, rồi ta buột mồm ta quen nhau ở phố Vây Xanh này, tôi chết rồi, mày thế là không được. Anh em ta đặt lòng tin mà nhờ tư vấn cuối cùng bây giờ là thế nào. Này, mê nhau đúng không? Cầm cái mồm lại nhá, đừng vớ vẩn nhá. Tôi là Orazin nhá. Là giai tân ở cái phố này mấy chục năm ra, đừng có nói chuyện vớ vẩn. Rồi, giai tân mà tại sao là cứ dò là bỏ nhau chưa? Tại sao lại kể với Yến về cái đời tư của tôi? Là kêu thằng này nó là chỉ nhà thơ hâm hâm giờ. Yến nói tôi là bảo là nhà thơ hâm. Tại vì cậu nhờ tôi tư vấn, thì tôi phải biết hai người tôi mới tư vấn được tình yêu chứ. Nếu không làm sao tôi tư vấn được. Tư vấn? Tư vấn mà lại... Toàn nói cái lời chia rẽ, toàn nói cái lời là bảo không hợp. Này, bây giờ hỏi thật nhá. Thế bây giờ là ông giúp tôi hay là ông có ý gì với Yến? Tôi là tôi sẽ giúp cho cậu với cô Yến đến với nhau. Hiểu chưa? Tôi khẳng định 100% cái điều là như thế. Nhưng mà tôi chỉ nghĩ rằng là với cái tính cách của cậu, thơ trả ra thơ, thần trả ra thần, mà để ẩm IC thế này á, có mà chó nó thích. Thằng nào bảo chó thích? Thằng nào? Tao nhịn mày lâu lắm rồi nhá.
hôm nay lành làm gạo. Làm gì quán đây? Đập bóng phát. Làm gì quán đây? Dâu này nhìn cái dâu này nó biết là mày mê Yến rồi nhá. Tao nhìn cái ánh mắt mày là mọi lần toàn nhìn Yến rồi nhá. Tao nói nha mày nhá. Tao quen Yến trước, đến với nhau 3 năm rồi. Mày vừa mới quen được mấy tháng nhá. Hoa đã có chủ nhá. Nghe. Lành làm gáo vỡ làm môi nhá. Cảnh báo trước này. Lúc ý lại bảo là đao kiếm vô tình không nhắc nhở nhá. Đi ạ. Cái loại hâm loại dở người này ghen tuông vớ vẩn. Chưa lấy về ra ghen tuông. Thôi thế thì không, đừng có nhờ cái tư vấn tình yêu. Đừng có nhờ vả gì nhá. Bực cả mình. Tôi chết. Ừ nhỉ. Quên đấy. Ê, bác. Nóng quá. Sư phụ. Thôi bỏ qua. Thôi, việc của hai người là tôi không liên quan nhá. Tôi nói thứ nhất là từ giờ trở đi việc của cậu với cô Yến là tôi không liên quan. Bởi vì tôi rất sợ tự nhiên bắn súng không nên phải đền đạn thì tôi vỡ mồm mà. À mẹ bố mày nhá, cuối cùng mày lừa tao vào chồng đúng không? Cuối cùng chốt lại mày lòng vòng là bắn súng không nên đền đạn để hai đứa lấy nhau đúng không? Mày cố tình để mày lừa tao để mày lấy đúng không? Tôi lấy làm gì? Không lấy mà tại sao bảo bắn súng không lên đền đạn? Tao với nó là chắc chắn không đến được nhau thì mày phải lấy đúng không? Khổ quá thì cái loại sở khơi này. Được lấy kiến mày của tao. Ai bảo lấy, tôi lấy làm gì, có cho tôi không lấy. Tôi đã bảo tôi tư vấn cho cậu nhưng mà tôi không dây dưa ân cậu nữa. Mệt người. Em lạy bác, quên. Ôi, nóng quá. Đấy nhiều khi yêu quá đâm ra nó mù quáng đấy bác ạ. Thôi bỏ qua em xin lỗi nhá. Chưa lấy về ra ghen thế này, lấy về có mà phát rồ phát dại à? Không, này không nghe thơ nhá. Không lấy tiền, không nghe thơ, đừng đặt cho tôi một câu thơ nào nữa. Không. Tôi thấy mệt mỏi rồi đấy. Không nghe thơ, mừng tuổi cho vui vẻ. Mừng tuổi cũng không lấy. 300, thêm 50 nữa, tư vấn nào à? Giúp em Yên đến đấy. Đừng có lấy tiền ra mua chuộc người khác. Không. Tôi không phải là cái người tham đồng tiền đâu. Em biết bác sẽ giúp em đến với Yến mà. Bác là người đa mưu túc trí. Nhất cái chuyện là cứ làm sai xong là đút tiền vào người ta. Tôi là cái người đạo đức có tư cách chứ là vâng, ba biết. Cái đồng tiền vớ vẩn này mà mua chuộc được tôi à? Biết. Bỏ cái kiểu ăn nói vớ vẩn đi xong rồi là lấy tiền bịt đi dịt rồi lỗ miệng người khác. Em lạy bác giúp em đến với Yến. Không được ghen nữa nha. Không ghen. Đây là tôi nói thật nha, thôi tốt nhất ông cứ uống nửa cái chai rong biển này cho nó hạ hỏa rồi tôi tư vấn cho ông. Ông uống là đi. Nhưng mà bác không được yêu với Yến của em nhá. Tao bảo rồi. Quên. Giữ mấy chục năm giờ yêu vào thì có mà hết cả rồi ấy à. Yến là có vẻ cũng thích thơ. Nhưng thơ phải thơ sang. Hiểu chưa? Chứ này, và thơ là thơ nó phải có cái gì đấy nó chiều sâu. Nó dạng triết học. Chứ không được làm thơ theo kiểu khó hiểu. Hay là làm theo cái kiểu mà nó mông lung. Em đọc cho bác bài này nhá. 70, em biếu bác 70. Bác nghe em một bài này nhá, xem có được không nhá. Nhưng mà thơ tán đấy nhá. Thơ tán. Tôi đang tư vấn cho cậu phải thơ tán. Đọc đi, đọc thử. Đêm nay trăng sáng quá, anh hôn vào má Yến. Được. Yến ơi em vô tình. Ừ. Làm anh suốt ngày rình. Được không? Thơ hay không? Nó phải có một cái gì đi chiều sâu. Hiểu chưa? Ví dụ gặp cô ở đường, cô xinh đẹp thì xinh tán đẹp. Thế nào? Ôi đôi chân em to như đôi đùi ếch, đùi mấy em người mẫu còn phải kém thua xa. Hay. Ôi đôi mông em như đồng ruộng bao la, còn bộ ngực như căn nhà êm ấm, rét quá tao vào tí chộp luôn. Được gần được nhưng mà phải bớt cái nhạy cảm đi. Chưa chộp đúng không? Bớt nhạy cảm đi là lừa. Đây được. Như thế là được nhưng mà phải chuẩn bị cho tôi 5-7 bài vào. Bài bài được á? Lát, phải, tức là hết cái bài này mình đánh dồn dập. Đánh nhiều lần vào một chỗ, dồn dập vào thì người ta mới gục. Có làm bài thơ là kiểu mình sắp chết rồi cho nó thương mình không? Cũng được, đầy đủ hết, phải đầy đủ rồi, hết. Rồi, nhá, bây giờ em về em nghĩ nhá. Em nghĩ mấy bài nhá, xong em sang bác duyệt em nhá. Nhất trị. Mỗi bài thống nhất là lấy em 50 thôi nhá. Được không, cái chỗ này không cần tiền, xong việc tôi mới đi tiền. Nhá, nhá. Cảm ơn bác. Nhất trị. Chăm sự nhờ bác nhá. Này, Yến ra cái phím em sang nhá. Nhớ tinh thần nhá. Rồi. Alo phát phải sang. Alo phát sang. Ok. Rồi, mày làm thơ là đúng nghề của tao rồi. Đây, cà phê đây. À vâng, em xin nhá. À chị Yến đây. Em hỏi thật chị nhá. Ừ. Sao chị lại có biệt danh là Yến Mẩy nhỉ? Thế mày nhìn chị mày không thấy gì à? Ôi, nhìn chưa chắc đã biết được. Bây giờ nhiều bọn nó đần độn lắm chị ạ. Rồi, với ai chị không biết chứ với chị không bao giờ có chuyện đần độn nha.
nguyên chất 100%. Này, thế hôm nay không đi khách mà ngồi đây cà phê sung sướng đấy. Ôi dồi ôi, chả có khách khứa nào chị ạ. Đúng kinh tế suy thoái có khác. Mà có lần nhá, có cuốc em lấy người ta 50. Thế mà không hiểu sao người ta mặc cả xuống còn 20. Trong khi đấy là xăng em đi hết 30 rồi. Em mới điền cái gì vậy? Chán nhở, kinh không tế hiểu suy nào. Thoái. Chả biết cái làm cái gì ra à tiền đấy. Bây giờ mà kinh tế suy thoái như thế mà không hiểu sao mà nhà đất càng ngày càng cao. Úi dồi ôi, nhà đất á? Toàn đất ảo, tiền ảo đấy. Gì đây? Cái gì đây nhỉ? Chị ơi này, chị ơi này. Gì? Chị đọc cho em cái tin nhắn của khách gửi em cái gì đấy, em nhìn nó không rõ. Đón từ Cà Mau ra Hà Nội. Đón từ Cà Mau. Chị thử tát em cái xem có đau không? Đây đi. Ôi, đau đấy, đau đấy. Đau là thật đấy. Úi dồi ôi. Quả này em ăn dày rồi chị ạ. Thôi, em xin phép chị em đi đây. Xong quả này nhá, em ăn cả tháng luôn. Em đi đây. Cuối tháng em giả tiền sau nhá. Ôi, em đi này, đi xa thế nhớ đội mũ bảo hiểm vào nhá. Rồi, yên tâm. Ông Phượng ơi, thế nhà thơ sao lại không thấy xa nhỉ? Đây, nhớ nhà thơ à? Nhớ đâu mà nhớ. Tại vì lâu rồi em không thấy sang thì em hỏi thôi. Tôi cứ tưởng là nhớ, nếu nhớ tôi gọi. Ui dồi ôi, ai thèm nhớ. Mà bác cứ gọi đi, liên quan gì đến em? Không, nhớ tôi mới gọi, còn chả nhớ tôi gọi làm gì. Này, anh ấy chả hợp với em đâu, em chả thích cái kiểu người như vậy. Em chả thích, này tôi nhìn mặt hai người rồi. Tôi thấy Hiệp Việt là rất bê da mê mút môi cô, rất thích cô nhá. Lạ gì, nhìn cái mặt trong Hiệp Việt đấy, kết nổ đĩa cô ra rồi còn gì nữa. Cái này thì em biết, nhưng mà mấy năm rồi. Thế tại sao hai người không đến với nhau đi, còn rền rĩ làm gì? Thì anh ấy còn vợ nữa cơ mà. Thấy bà sắp ly dị rồi mà. Úi dồi ôi, được thế thì còn gì bằng. Thì ly dị thì kệ anh ấy chứ liên quan gì đến em. Ừ, tôi lại cứ tưởng liên quan thì tôi gọi điện sang đây ngồi uống nước. Bác thì hay nhở, bác cứ gọi đi, có liên quan gì đến em đâu. Nhưng mà cô không thích, không liên quan thì tôi không thích gọi. Bao giờ phải liên quan, phải thích nhau tôi mới gọi. Thì bác cứ gọi đi, có ai nói gì đâu. Thì gọi nhá. Vâng. Gọi nhá. Vâng. Ấy. Xì bò. Bổ kết nổ đĩa ra rồi này gần. Alo. Nhà thơ đấy à? Có cái khách đang không hợp nghe thơ, lại rất muốn gặp nhà thơ ở đây này. Khẩn trương ra nhá. Nhanh. Vào câu rồi. Nhanh nhá. Này, bác bảo bác gọi chứ em có muốn gọi đâu. Thế thì tôi lại bảo rồi, thôi nhá. Thôi, bác lỡ gọi rồi, người ta sang đến nơi. Thôi, hai con điên. Vào việc luôn đi, cứ rền dữ, giật cả, nhìn khó chịu. Quên rồi, bây giờ là thế nào? Bài đầu tiên là bài thơ về quê hương và em. Nhớ chưa? Nhớ rồi. Mỗi thế mà cũng quên. Yên yên, quê hương đi, quê hương nhá. Ôi quê hương ta hôm nay đẹp quá, nếu có em sẽ tuyệt vời hơn. Nhìn em mặt cứ nhân nhơn. Giá mà yêu anh thì anh sẽ mang ơn em cả đời. Hay anh. Anh còn đầy bài hay hơn. Thế á? Bài. Dùn quá. Bài gì tiếp? Bài tiếp theo. Chết. Mày điên à? Đang yêu này chết để ông chiếm yến của tôi à? Giả quá, nãy bảo giả vờ chết ấy, trong lúc tình yêu giả vờ chết để thử lòng người ta cơ mà. Chết cho nó thương đúng không? Đúng rồi. Yên ơi, yêu là chết trong lòng một tí,
nhưng mà mấy khi yêu chắc được người ta yêu. Quên rồi, tiếp. Trước đây em đã gái ngành, nhưng mà duyên phận anh đành phải yêu. Trước đây em đã gái ngành, nhưng mà duyên phận anh đành phải yêu. Này, tự nhiên nhắc cái ngành vào đây làm gì? Quên. Không giết tôi đi. Nhắc lại quá khứ của người ta làm gì? Thì tưởng như thế là người ta mới thích. Không phải nói quá khứ người ta cao sang mà chứ. Rồi. Bây giờ vào chương 3. Gọi là đề cao tình yêu. Là giả sử cô đi lấy chồng mình không đến được ấy. Mình sẽ phải tự vẫn gì thế nọ thế kia đấy. Rồi. Chương 3 đúng rồi. Rồi. Nhà cao đẩy cao trào, đẩy cao trào vào, đẩy cao trào vào. Yến ơi, nếu biết ngày mai em lấy chồng, 3 năm thề hẹn cũng bằng không. Sư phụ, bí từ. Anh về anh sẽ rách quần áo, trần chuồng anh sẽ nhảy xuống sông. Ok. Anh về anh sẽ rách quần áo, trần chuồng anh sẽ nhảy xuống sông. Eo ơi, kiếp kinh to gì mà ông kiếp hồn lên. Ông đốt nhà tôi à, ông giết tôi, sao lại trần chuồng? Tưởng là như thế thì mới là tình yêu. Tình yêu thì ai chả phải, lúc cao trào chả phải cười hết ra. Vừa quen cái là cười luôn à? Thì từ bây giờ phụ nữ họ thích thế. Không được, thơ vớ va vẩn, trần tục, phím, nhảm. Trần tục thì nhảm thì đi mà làm. Đừng tưởng thế nào, thơ của ông ngày ra làm 100 bài. Thơ như thế ông phải gọi tôi ông bố. Bố em trật tự xem này. Thế đi mà làm. Vớ va vớ vẩn, tưởng dư nào. Này, không nghe thơ như thế nữa đâu. Thơ này hay hơn đây này. Thơ này tự anh này, không cần ông ý. Thật không? Yến ơi, đôi chân em to như đôi đùi ếch, đùi mấy em hoa hậu còn phải kém thua xa. Ôi đôi mông em, đôi mông em như đồng ruộng bao la, còn bộ ngực ngực kìa. Ngực làm sao? Còn bộ ngực như căn nhà êm ấm, rét quá anh vào tí rét. Trời ơi trời, từ nãy đến giờ nhịn ông lóng lắng rồi đấy nhá. Thơ vớ va vớ vẩn, vớ va vớ vẩn, cút đi biến. Ông giết tôi rồi. Đây câu này cậu đọc tôi liên quan gì đâu? Ông làm tôi tan nát mối tình này rồi. Cậu đọc thì tôi liên quan gì? Tôi hận. Trời hận. Trời. Thơ vớ vẩn nhỉ. Còn cả anh nữa ý. Tôi làm sao? Thờ vớ thờ vẩn. Điên. Hai đứa mày bị rồ à? Tự nhiên chúng mày tán nhau xong rồi ra chửi tao là thế nào? Hai đứa hầm hấp dở hơi. Dù rằng sinh tư được yêu và thêm yêu hơn, với làn da trắng hồng trắng xinh, thêm sức sống cho ngày khỏe đẹp.
Nhiều Chuyện được phát hành 20 giờ hàng tuần trên kênh Nụ Cười Vàng TV. Thạch Giao Câu Long Hải hân hạnh gửi tới quý vị chương trình này. Có người yêu rất đẹp ở xóm đạo, những buổi tan trường thường hay tìm nhau xây mơ ước ngày sau. Nhặt cành hoa trắng thiết tha tôi cài lên trên áo lụa xinh màu tím, say sưa trao nhau kỷ niệm phút ban đầu. Tình ta sẽ dài lâu như hoa trắng không phai màu. Một hôm tôi đến tìm em để từ giã lên đường, gửi lại phố phường đôi mình thương mai xa cách ngàn phương. Cuộc đời sương gió chiến trình nơi miền xa, qua những vùng xa lạ, qua quê hương bao la, những chiều đóng quân ven rừng gặp hoa trắng ngày xưa. Thương em nói sao cho vừa, chiều mưa lòng gió người em đã ra đi, không nói lời biệt ly. Trường xưa giờ vắng bóng, xóm đạo hết chờ mong. Ôi xót thương vô bờ, giặc về gieo sầu nhớ mang theo xác em thơ. Hẹn ngày xưa chuyện vui buồn hai đứa, giờ còn riêng mình tôi. Về đây hoa lá cỏ cây cũng buồn theo tháng ngày, trở lại xóm đạo còn đâu người yêu. Ôi hoang vắng điều yêu, nhặt cành hoa trắng xót xa tôi cài lên trên nấm mộ xanh cỏ lá. Em ơi nhớ hoài nhớ nhau muôn đời, vì chinh chiến ngược xuôi nên em cách xa tôi rồi. Chiều mưa lòng gió người em đã ra đi, không nói lời biệt ly. Trường xưa giờ vắng bóng, xóm đạo hết chờ mong. Ôi xót thương vô bờ, giặc về gieo sầu nhớ mang theo xác em thơ. Ngày xưa
chuyện vui buồn hai đứa giờ còn riêng mình tôi. Về đây hoa lá cỏ cây cũng buồn theo tháng ngày, trở lại xóm đào còn đâu người yêu, ôi hoang vắng điêu hiu. Nhặt cành hoa trắng xót xa tôi cài lên trên nấm mộ xanh cỏ lá. Em ơi nhớ hoài nhớ nhau muôn đời, vì chinh chiến ngược xuôi nên em cách xa tôi rồi. Em ơi nhớ hoài nhớ nhau muôn đời, vì chinh chiến ngược xuôi nên em cách xa